Anh là chuyên nghiệp nào? Mình cặt được không cha? Sao mẻ gì đó không cần biết. Giờ bọn mình cột lưới câu lại xong rồi đi kiếm hầm câu nha bạn. Dài dữ lắm á. Mày chặt, cái đầu nó lại. Mày câu cá mập hả? Rồi, cột xong nè. Xong. Giờ bọn mình đi kiếm chỗ đào trùng nha các bạn. Giờ tới chỗ câu cá rồi, bọn mình đào trùng rồi câu nha các bạn. Thấy mình chạy xe đạp mà đâu nó có hiểm luôn không bạn? Đào trùng đâu? Chưa. Chỉ có mình tính, chứ. Mày đừng có đè tao coi. Bên. Đây. À đây. Bây giờ bọn mình móc trùng vô câu nha các bạn. Trùng như đó mày kiếm. Ê. Trùng giờ hiếm lắm. Đi rồi nãy tao hỏi đây, đâu đây, còn không có nè. Mà. Câu. Đi câu nha các bạn. Câu. Mong đi. Nghe hỏi câu. Theo A Ngọc à. Kéo cái phao xích xích lên. Ôi lúng thiệt mà. Cái này y chang nước biển luôn nha các bạn. Bạn Hùng mà đang xuống dưới này để câu nè. Chân mày bị thương rồi, chảnh đi. Nhiễm trùng đó nha. Bạn Cường đang lỡ lối về thành câu máy nha bạn. Được không? Không biết đường luôn. Hết có một đống nè các bạn ơi. Rồi đọng nước rồi. Kè nhanh đi ra đi. Có không? Rồi nó ghẻ rồi. Nó tìm miếng mồi hay gì? Mình là cái đuôi kìa. Đổ đố quá, dính được con cá lóc mà các bạn. Nó chết cũng mới chết các bạn ơi. Mình đập nó quá trời. Sao nó nhảy. Ê, đúng có ai đem hộp quà không? Không. Mượn hộp quà đi. Mượn hộp quà người ta. Đi đây nè. Đây, đưa cá này. Sáng giờ bọn mình câu không được con cá nào hết trơn các bạn. Đổ đố được có con cá lóc mà. Giờ bọn mình về nướng ăn rồi lấy xà ăn luôn nha các bạn. Ơi, cái xà nè. Tháo ra đấy. Cái gì được nè? Cái gì bự bự á. Kệ đi, cái này được nè. Nè bé ngay đầu đây đi. Hay quá, gọi ghim đi. Cá chết sớm giờ nha các bạn. Rồi, đi. Đây. Đồ nướng các bạn ơi. Ngay đầu. Kìa ăn canh vô đi. Từ từ má. Đâm chi dữ vậy trời, con cá nhà mẹ đâu. Ông của bạn Phúc đang nướng giùm nướng cá giùm bọn mình nha các bạn. Đây con cá nó hơi khét mà chút lột ra ăn chắc là ngon lắm đây. Có lúc làm cũng ngon. Tao nướng thì nó khét đen luôn. Tối ngày ăn muối ớt đi nước mắm. Nè đây là muối ớt siêu cay nha các bạn. Đây là một con cá lóc nè các bạn. Mà thấy gì chưa? Quay đi. Mày quay ngay cho ngoài nè. Ngon không? Quá trời nó thơm luôn bạn. Giờ đây mình ăn thử nha mày. Ăn thử đi qua đại. Nóng quá. Đây tôi bẻ ra cho mày ăn. Ở đó móc cục này đi. Giờ mình sẽ thử ăn miếng cá này nha bạn. Ngon đại. Thịt nó mọc không? Thịt nó ăn mọc ngọt chứ chấm muối vô bao cay bao ngọt ăn rồi. Chưa cho ăn tiểu cường với mày. Bọn mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay cho một like và share và nhớ đăng ký vào kênh nha. Bye bye. Bye.